Xin chào các bác nhé, em cho test một con loa Ariang MB2 Pro bản kỷ niệm 25 năm. Đây là bản có thể nói bản công suất dòng sách tay bản xịn nhất của hãng này luôn đấy. Phụ kiện đi kèm của nó sẽ gồm hai mic nhé, hai mic này, pin này, cái dưới mic này, sạc, adapter, một cái phiếu bảo hành chính hãng ở đây nữa các bác nhé, và sách hướng dẫn. Em kết nối từ TV dây quang vào đây để chúng ta có thể test được bài. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Con này công suất 200W nên con này đánh rất là khỏe. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, alo. Để chúng ta test một đoạn karaoke TV xuống nhé. Alo. Rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu, cùng đàn anh giờ đây vắng em và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào, cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Ôm tình ta buồn trong giá băng, chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạt phai. Sao để vơi hết nỗi buồn? Ôi chia ly biến em vui tìm mới, sao lòng anh giờ đây vỡ tan? Đã phai mờ những ân tình, cố quên rồi cũng qua. Lỡ xa rồi cánh chim trời, hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Đã như mây âm thầm đợi chờ, rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu, cùng đàn anh giờ đây vắng mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào, cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Ôm tình ta buồn trong giá băng, chờ ai đưa em ơi cùng đàn nhạc phai. Bao đam mê có em trong ngày tháng, anh làm sao để vơi hết nỗi buồn? Ôi chia ly tình mới, sao lòng anh giờ đây vắng tay? Đã phai mờ những ân tình, ngô quên rồi cũng qua. Lỡ xa rồi cánh chim trời,